Bây giờ thì bộ tứ thì chính thức là có ba người đang ở phòng thu, một người qua điện thoại và một người cầm trịch. Bộ tứ đó là đạo diễn cũng ở phòng thu rồi, thì bây giờ chắc là không biết là ai đại diện để giới thiệu đi ha. Lời nói đầu tiên cho em đại diện cho dàn diễn viên cũng như là đạo diễn của phim Bộ Tứ Quan Gia, xin gửi đến các thính giả của VOH lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất à. Như ca sĩ, bài hát đầu tiên Tiến Luật xin được gửi đến quý vị thính giả đó chính là bài tại vì đang chuẩn bị xin vô đài làm cho nên mình phải cố tình nói cái giọng cho đẹp đẹp để lấy thiện cảm của thính giả trước. Nhưng mà thật sự anh có nghĩ nó đẹp không? Thì anh nghĩ là anh nói giọng như trịnh trọng vậy là khán giả biết mình nghiêm túc rồi. Không, giọng anh Luật đẹp mà. Thật ra là mọi người đã rất là quen với giọng của Tiến Luật và của Thu Trang rồi. Và cái người mà có một cái giọng nói khào khào mà chúng ta vừa nghe đó là đạo diễn Võ Thanh Hòa. Và trong vòng thu còn một anh chàng rất 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 đẹp trai nữa. Thằng bé thật là đáng để. Vâng, đó chính là Võ Cảnh. Lên tiếng nào Cảnh ơi. Lời đầu tiên Cảnh xin gửi lời chào đến tất cả các thính giả của đài VOH. Hôm nay rất là vui và hy vọng là sẽ có một buổi trò chuyện thật là vui vẻ với mọi người. Vâng, và ở đầu bên kia dây thép thì không biết là gương mặt kia có đang nghe chưa ạ? À? Dạ, nãy giờ em nghe hết tất cả mọi người. Ủa, có em nói hay Lập? Giọng của Lập dạ, mới đúng đó. Là giọng đẹp nè. Nghe giọng cái là mình cảm giác là mình đã nghe ở đâu ở trên radio rồi đó. Nghe kể chuyện ma. Hèn gì, đúng rồi, trời ơi. Chuyện ma nửa đêm á. Thì đó, pháp sư mù mà, làm sao không kể chuyện ma được. Nhưng mà Lập ơi, Lập đang ở đâu đó? Dạ em đang ở một cái nơi mà chỗ này em phải làm những cái công việc cá nhân trong cái vấn đề kinh doanh vòng đá phong thủy của em đó. Một phút quảng cáo chưa hết hả em? Ủa cái dạ, chưa chị. Cái quảng cáo xuyên việc và xuyên chương trình chứ chị. Mình thấy là Tiến Luật á dạo này là tối ngày đi bán Đông Trùng Hạ Thảo rồi. Đá phong thủy cạnh tranh với Đông Trùng Hạ Thảo đúng không? Không, hai mặt hàng nó mới cạnh tranh chị ơi. Nó đâu có cạnh tranh được. Ví dụ bây giờ ai mà muốn qua phong thủy của em mà mua đá phong thủy cho em giới thiệu, bây giờ muốn tốt sức khỏe thì qua bên anh Luật mua Đông Trùng Hạ Thảo uống luôn. Đúng rồi à. Ai mà muốn làm đẹp là có thể qua thẩm mỹ viện của anh Luật nữa. Ồ hát quá. Ê thẩm mỹ viện là em cũng làm nè. Kể em. Cạnh tranh chứ, phải cho cạnh tranh chứ. Bây giờ mình không biết là cái này là phát sinh là lúc nào đi, mà tự nhiên bây giờ nghệ sĩ mà thay nhau kinh doanh như thế này, rồi doanh nhân họ làm sao họ làm lại đây Lập ha. Em nghĩ rằng là cái này giống như là một cái sân chơi mới cho bản thân em thôi, là bởi vì nếu như mình nhìn chung hết tất cả các anh chị em nghệ sĩ thì ai cũng sẽ tìm cho mình một cái mặt hàng gì đó để mình có thể kinh doanh, để mình vừa làm nghệ thuật mình vừa kinh doanh, thì em cảm thấy là cuộc sống này nó nhiều cái cung bậc cảm xúc thú vị lắm à. Anh Luật chắc cũng rất là hiểu cảm giác này à. Đúng rồi, anh hiểu cưng, anh hiểu những lúc mà không có khách hàng mua anh hiểu nhất cái cảm giác đó. Bây giờ là mình hiểu chốt đơn là sao đúng không? Bây giờ mới cầu mong chốt đơn là như thế nào, rồi nửa đêm phải dậy trả lời inbox làm sao rồi này nọ. Bây giờ mình quay lại Bộ Tứ Oan Gia đi. Thật sự dạo gần đây thì phải nói là những cái tác phẩm của Thu Trang, đặc biệt là mình quan tâm đến thị trường điện ảnh nhiều, và kể như là một số web drama của Thu Trang được cái chú ý, thì mình cứ chờ đợi là một cái gì đó mafia giang hồ quánh nhau đồ hình sự đồ ghê gớm lắm. Cho nên là tới khi mà cái Bộ Tứ Oan Gia lúc đầu mình nghĩ là nó sẽ theo một cái trường phái mà nó đen tối mà nó ghê gớm lắm, nhưng mà tới chừng mình xem á, tại vì Kim Thanh có cái thói quen là trước khi xem cái gì mình không muốn đọc cái thông tin về cái đó, để giữ cái cảm giác mà tươi mới khi mà xem cái tác phẩm nó như thế nào, thì mình thấy là ủa tại sao nó lại hiền hơn rất là nhiều, tại sao em lại thay đổi thế trang. Tại vì á, em nói chị nghe, ai cũng nghĩ là khi mà em thành công cái web Thập Tâm Muội á thì em sẽ làm tiếp phần 2 hoặc là phần 3 ở trên cái YouTube. Nhưng mà em thì em lại không muốn như vậy. Cái lý do thứ nhất là em đã phát triển cái Thập Tâm Muội đó thành một cái bộ phim điện ảnh rồi. Thì nếu mà có phát triển tiếp tục, mình vẫn phải tiếp tục ở cái lĩnh vực điện ảnh. Cái thứ hai nữa là cái kênh YouTube của em Thu Trang Official, thì em muốn nó là đa dạng cái nội dung. Khi mà mình đã thành công với một cái như là về xã hội như Thập Tâm Muội rồi, thì mình cũng có những cái nội dung khác. Giống như là sau cái Thập Tâm Muội thì em cũng có những cái web khác như là Bổn Cung Giá Lâm, hoặc là những cái game show như là Trận Chiến Sinh Tử chẳng hạn. Rồi bây giờ là Bộ Tứ Quan Gia, nói chung là có rất là nhiều nội dung để mà mình có thể được nhiều cái lượng khán giả, lứa tuổi khán giả mà xem được cái kênh của mình, chứ không hẳn là chỉ một lượng khán giả thích xem cái Thập Tâm Muội mới có thể xem cái kênh của mình thôi. Ý là muốn hốt hết đó.
Cũng có thể nói như vậy, nhưng mà em với anh Luật là muốn hướng tới nghệ sĩ đa năng. Việc mà Trang với Luật hai vợ chồng mà cùng tham gia một sản phẩm thì cái điều đó nó bình thường rồi. Nhưng mà Kim Thanh không biết là ví dụ như là lý do gì là mình lôi Hòa vô nè, Lập vô nè, Cảnh vô nè, ba gương mặt này là được cast như thế nào, hoặc là đặt gửi gắm tâm tư tình cảm ra sao, phải có xét về body hay không, là các kiểu như vậy. Nếu mà nói về body thì em nói đầu tiên. Sao cười nè? Em thấy anh rất là hài hước và dí dỏm. Võ Thanh Hòa chính là ông cao thắng thứ hai ở trong showbiz đó. Yeah. Đứng cạnh ông cao thắng là đẹp nhì chứ không đùa đâu. Thật nhiều khi là cái giống á ông Thanh Hòa. Em nếu mà đổi thì em đổi ông bà ông dạy. Xưa anh Hòa đóng phim là đẹp trai vô cùng. 500 nha Lập. Khi mà làm những cái web drama em thấy mọi người á được là chính mình, họ diễn một cái cách là họ thích cái vai như thế nào họ sẽ diễn được những cái vai như vậy, và cái sự tâm huyết họ dồn vô cái sản phẩm nó rất là lớn. Thì đó là cái đầu tiên em thích khi mà làm web drama. Rồi cái tiếp theo á là càng ngày những cái web drama càng được đầu tư nhiều hơn, kỹ hơn, chỉnh chu hơn, thì cái thị trường đó nó sẽ hướng tới những cái lớn hơn. Ví dụ giống như là em với anh Luật với chị Trang cũng nhìn nhận nó làm về OTT hoặc là VOD á, là cho những cái platform mà sau này mọi người sẽ trả tiền online để xem những sản phẩm đó. Và đây có thể gọi là thủy tổ. Là mình sẽ phải xuất phát từ những sản phẩm về trước, thì mình từ từ mình chỉnh chu hơn, mình làm càng ngày càng tốt hơn. Và người xem á, mọi người càng ngày càng có trách nhiệm nhiều hơn với cái sản phẩm này, họ cũng sẽ bỏ tiền với một số lượng tiền nó rất là ít, hàng tháng 10.000, 20.000 họ có thể có những sản phẩm tốt hơn để xem. Thì đó cũng là một cách để mà mình phát triển cái nền công nghiệp làm phim của mình ở Việt Nam. Và em rất muốn hướng theo chuyện đó. Phim này á, Trang mời Hòa hay là Hòa tìm đến, hay là một cái duyên nào đó dắt dây? Em là người mời Hòa. Tại vì Hòa cũng là cộng tác với em cũng nhiều phim rồi. Cái đầu tiên là 500 anh em ma ha, ha cập. Là cái 500 anh em ma là cũng làm cho cái kênh YouTube của em. Và cái thứ hai nữa là cái chị 13 phần 2 mà hiện tại thì chưa có ra rạp được. Rồi tiếp theo đó là cái Bộ Tứ Quan Gia này. Khi mà em cầm kịch bản lên á thì em thấy là cái kịch bản này rất là hợp với Hòa. Tại vì Hòa cũng nói là Hòa cũng thích làm những cái đề tài về gia đình. Rồi những cái hài nhẹ nhàng thì em thấy là hòa hợp, cho nên là em có mời Hòa coi cái bản này. Còn Lập thì tại sao em lại mời một YouTuber, một cái kênh cạnh tranh với em như vậy? Riêng Lập á thì em nghĩ vậy nè, riêng Lập á thì em với anh Luật á thích Lập là trước đó lâu rồi, nhưng mà chưa có cơ hội cộng tác. Em chỉ có cơ hội cộng tác với Lập là một cái viral á, Lập ha. Kịch bản lâu lắm luôn rồi. Lâu chị. Lâu lắm rồi, rất là lâu rồi, một cái viral hay là quảng cáo gì đó. Như là cái kịch bản Tình Người Duyên Ma hay gì ta? Duyên Ma, Tình Người Duyên Ma. Tình Người Duyên Ma, cái parody hài của em á là Lập viết cho em cái Tình Người Duyên Ma. Cái đó là cái đầu tiên em làm luôn. Rồi sau này nữa thì cũng có đóng chung với một dự án thôi, mà chưa có đóng chung phim. Tại nào giờ em làm em hay bị theo cái ekip. Là giống như khi mà em làm thì phải có những ekip quen của em, giống như là ở La Thành hay là Hoàng Phi, Diệu Nhi, thí dụ những người làm với mình lâu năm á, để mà đã hiểu cái e của nhau rồi thì không có cần mà nói nhiều, mà chỉ cần nhìn thôi là biết là diễn cái gì. Nhưng mà cái phim này á, thì em lại nghĩ là thôi mình cứ thay đổi coi cái thị trường nó như thế nào. Thì em với Cọp với anh Luật mấy bàn là thôi mình cứ mời Quỳnh Lập đi, tại nào giờ cũng chưa có hợp tác với Quỳnh Lập. Và Võ Cảnh cũng vậy, là hai cái trường hợp là em nghĩ là mình sẽ cộng tác với một người mới, để mà mình có thể đóng chung với người mới được hay không, hay là chỉ là ekip của mình hay thôi. Nhưng mà khi mà hợp tác chung với Lập thì em thấy là Lập là một diễn viên rất là thông minh. 500 nha Lập nha. Đúng người, phải gọi là đúng người, đúng thời điểm. Dễ thương, và một điều đặc biệt là em với Luật rất thích là rất là lễ phép. Chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp. Rồi kiểu này là sẽ sắp tới sẽ có dừng công rồi đúng không Lập ha? Em hy vọng rằng là với cái ấn tượng đặc biệt này trong mắt của chị Trang với anh Luật Duyên Hòa, thì em mong là trong thời gian sắp tới như có dự án gì cũng cho em xin được hợp tác chung. Em ơi, 500.000 nha. Ok. Ok. Nãy giờ tiền bạc hơi nhiều nha chú. Ủa sao nãy giờ lo tiền bạc quá không nói vậy em? Em nghĩ đó. Ủa? Người ta nói là Cảnh còn ngồi đó hả? Thì em thấy đó, người ta nói là nãy giờ là hợp tác với hai người, Lập là đúng người đúng tội, còn em thì sao đó em hiểu rồi. Vậy em đâu hiểu gì đâu, giờ phải nghe nói bây giờ sao nè. Thật ra là như là cái đợt mà web drama của Minh Hằng á, Kim Thanh nghe nói là
cái vai nam chính á là Minh Hằng phải cast và các diễn viên nam á là phải cởi ra để đếm muối và coi như thế nào được ok rồi mới tuyển. Thì bây giờ đúng rồi đó chị, em đó. Có mặt trong buổi cast mà. Ừ đó, thì vậy bây giờ cái trường hợp này là như thế nào, Võ Cảnh là sao đây? Không, cái trường hợp Võ Cảnh á là nó cũng có cast chị. Nhưng mà lúc mà em với Hòa đồ cast á là cast rất là nhiều rồi ha Hòa ha. Dạ. Nhưng mà thật sự là không tìm ra. Không có tìm ra một cái nhân vật nào mà giống như những mình tưởng tượng ở trong cái kịch bản của mình. Gì Trang? Chỉ kêu em là kiếm số của Hùng Bin điện. Hùng Bin à? Ờ, em điện cho Hùng Bin mà ảnh không bắt máy. Không bắt máy nên là thôi em bắt máy là xong rồi. Bởi vì là với là em là Hùng Bin Việt Nam đúng không? Trời gì em nói gì ghê ghê. Nói mà lặn hết nguyên cái phòng thu chung lại. Nhưng mà tóm lại là bây giờ Võ Cảnh có cái gì nè? Không, thật sự là lúc đó là em không nhớ tới Võ Cảnh luôn. Em không nhớ thật sự. Không biết luôn. Có biết em nhưng mà chị biết không biết trước chứ hả? Không, chưa làm việc chung mà cũng chỉ biết Võ Cảnh qua là từng đóng cái phim gì chung với lại em thì Trinh. Chung với Trinh thôi. Em thì em biết Võ Cảnh qua cái MV của Bảo Anh. Nói chung là mọi người biết rải rác một chút nhưng mà mình không có nghĩ tới Võ Cảnh và cái người mà giới thiệu và nghĩ tới chứ là đạo diễn Võ Thanh Hòa. Ủa Hòa, em thấy gì ở Cảnh Hòa? Họ Võ chị. Trời ơi. Đâu? Vậy đó có đóng vai cameo trong cái phim điện ảnh của anh làm. Thật ra là đóng vai cameo. Cảnh là ngày xưa đóng vai cameo cho phim Ông Ngoại Tuổi 30. Em nhớ là cậu này đẹp trai, cao ráo, phù hợp với lại yêu cầu của chị Thu Trang. Nên là em giới thiệu thì là mình gọi cho Võ Cảnh đi xem như thế nào. Lúc đó sản xuất bên chị Thu Trang mới liên lạc với Cảnh đúng không? Bắt đầu mọi người gặp mặt nhau để làm việc thì lúc đó em cũng chưa có đó. Thì tới lúc em về á là Cảnh mong muốn là có một buổi được làm việc với em về gọi là tâm lý nhân vật và kịch bản. Và sau khi hai đứa nói chuyện khoảng 4 tiếng đồng hồ. Wow, em, tâm lý khá nặng. Dạ, em không hiểu bữa đó làm cái gì. Không, cái bữa mà gặp em là cái bữa sau. Bữa đầu tiên là gặp mình chị. Gặp mình chị là cũng nói chị em có một vài cái chi tiết em cũng muốn hỏi chị rồi này nọ. Ok, em mời vô phòng rồi ngồi đàng hoàng để mà uống nước rồi nói chuyện đàng hoàng. Khi mà vô ngồi nói chuyện đâu cũng khoảng em 4 tiếng đúng không? Chị cũng phải 3 tiếng rưỡi. Wow. Nhưng mà cái cuối cùng chị vẫn không hiểu là nãy giờ đang nói về cái gì. Vô đó em toàn biết thông tin là anh Tiến Luật là đang kinh doanh đông trùng rồi bất động sản rồi. Em ơi, nhưng mà cái quan trọng là em nói với mọi người là em muốn có một số câu hỏi em hỏi chị. Nhưng mà em vô rồi tự nhiên em ngồi em hỏi gì là chị ơi. Giờ hồi đó em đi đâu ta? Em đi công việc kịch bản em đọc chưa kỹ. Đó. Cho nên là lên là chị muốn nghe chị nói thôi. Em đọc chưa kỹ mà em nghe chị nói là em nghe cái gì? Thì chị đương nhiên phải nói về chồng chị rồi. Trời ơi, nó liên quan ghê luôn đó. Đã lòi ra 3 tiếng rưỡi nữa. Ủa? Tối nay giờ khỏi ngủ nữa. Ủa, vậy là lý do cuối cùng mình chọn là lý do gì mình không biết luôn? Không, lý do là em tin tưởng vào đạo diễn. À, và Hòa chọn chỉ vì là họ Võ. mọi người đừng có nghĩ như vậy. Em thì lại nghĩ là sau 3 tiếng rưỡi gặp chị Trang thì thấy ok rồi. Nên là em... Để là chị với em hiểu lầm nhau. Trời ơi, vậy là tôi nhận ra là bị Vũ Lập đó hả? Trời ơi. Cuộc casting uy tín ghê á. Quỳnh Lập ơi, cứu anh Lập ơi. Lập nói đó, cuộc casting uy tín vậy sao? Trời ơi, em phải nói thiệt đi chứ để mọi người tưởng ra là thiệt. Thật ra là cần một cái vai một người ít nói và có một cái sự lạnh lùng, ngoài lạnh trong nóng á. Thì em thấy vẻ lạnh ở ngoài của Cảnh thì có rồi. Thì em nghĩ cái nóng ở trong bộ phim á, anh Luật có thể bơm vô được. Nhưng mà cuối cùng anh Luật có bơm được không? Em không muốn biết nữa. Chứ giận là em nói với chị là em là tắc ke cho Cảnh từng xin. Em thị phạm luôn đúng không? Không, ở chỗ diễn á là nói chung là khi mà mình quay web drama thì cái thời gian rồi làm việc đồ này kia nó cũng không phải như điện ảnh. Mình có thể mình thị phạm từng cảnh một. Mọi người phải nắm tâm lý nhân vật của mình. Em chỉ vô em nói là những cái mà em muốn trong phân đoạn này, cái gì nhất, cái gì thứ nhì, và mình cố gắng mình làm những chuyện đó cho nó thật tốt. Còn em làm web á, em mong muốn là diễn viên bay thả hết mình ra. Còn cái lửa đó thì em vẫn mong anh Luật bơm vô cho nó. Không, thật sự ra là lúc đầu á thì thấy Cảnh có vẻ lạnh lùng, em thấy ok. Em có nói với lại Trang là anh không biết Cảnh, tại vì từ đó giờ chỉ thấy Cảnh qua cái MV của Bảo Anh. Tại vì em thì em mê Bảo Anh, cho nên là em coi cái sản phẩm của Bảo Anh á thì em thấy Cảnh trong đó.
đó. Thì khi mà ra làm việc á, tại vì giống như Hòa nói với chị là tất cả tâm lý hay là nhân vật hay là kịch bản rồi đó là mình phải làm nhanh lắm, mình không có còn mình không có nhiều thời gian như điện ảnh, mình ngồi mình chiêm nghiệm đồ này nọ là không có. Cho nên khi ra là Lập với em với Trang là quen rồi, biết nhau nên làm rất nhanh, là có nghĩa là khi mà câu chuyện tới Lập tới Luật tới Trang là nhanh cái tới cảnh thì nó chì xuống một cái Trang em chỗ này là phải như vậy nè em ơi. Có nghĩa là cảnh thì diễn cái e hoàn toàn khác của em luôn. Cho nên là lúc đầu em hơi bị khớp đúng không? Em khớp, em hoang mang đâu. Em có hoang mang tại vì mọi người miến mãn rồi nhanh quá, em bắt vô tiết tấu thì không kịp. Em nhìn mà em nhìn thấy là chị Trang với anh Luật là em bắt đầu hơi sợ rồi đúng không? Nhìn anh Lập nữa là nhìn Lập nữa sợ luôn đúng không? Trời nhất là mấy cảnh tắm còn Lập sợ nữa. Lập lên tới phòng kiếm luôn. Lập thân thiện lắm, Lập thân thiện lắm. Rất là nhiệt tình. Dạ, nghe cái khúc mà ảnh quay cảnh tắm là em xông vô phòng liền. Tức là lúc đó mình quan tâm, mình quan tâm bạn diễn phải không? À, mình muốn thị phạm cho bạn diễn tắm sao cho nó chân thực đúng không? Không không, giúp Kỳ Lân thôi. Kỳ Lân gửi đầu thôi. Và cái camera bỏ máy hết đó. Làm việc rồi xong em thấy sao? Em khớp nhiều không? Em lúc đầu khớp thiệt chị. Tại vì mình không có bắt được á. Không có bắt được, em chạy nhanh quá. Mình thì lính mới, mà web drama thì nghe hài nữa thì mình càng khớp nữa. Tại hồi xưa giờ mình ít diễn hài, mình không có diễn luôn á. Thì vô thì cũng bắt đầu cũng rên theo đu anh Luật, rên dưới ảnh để anh chỉ. Chỉ cho bắt theo cái nhịp này kia, nhưng mà cũng phải thị phạm cho nhiều. Thì về sau thì bắt đầu mới nhanh dần. Em thì được cái là không hỏi thì em chỉ, còn hỏi là em không chỉ. Ví dụ không hỏi hứng lên thì mới chỉ, còn mà hỏi vậy đó thôi, đừng có hỏi tới hỏi lui mệt lắm. Thời gian này vừa quay xong rồi để nghỉ ngơi đi, chứ đừng có cố hỏi, cứ vui vẻ thả lỏng ra đi, đừng có căng thẳng mà đi theo hỏi mất công, làm áp lực cho nhau nữa. Khi nào tôi hứng rồi tôi chỉ bạn, còn thôi bạn đừng có hỏi, còn muốn hỏi thì qua hỏi Lập đi, đâu dám hỏi Lập đâu. Cuối cùng là hỏi đạo diễn. Tại vì mỗi lần hỏi em á là em chỉ cặn kẽ quá, cho nên là do cảnh bị sợ. Bị rối đó, em chỉ nhiều quá. Em nhiệt tình quá đáng. Em chỉ cặn kẽ mà còn sợ nữa là sao? Nhiệt tình quá đó. Thế sao em chỉ nhiều quá, người ta rối quá, người ta không biết là nghe theo cái nào đó. Nhưng mà với mỗi người thì em ấn tượng như thế nào hả Cảnh hả? Anh Hòa nữa, anh Hòa trước. Anh Hòa thì rất là hợp cái kiểu làm việc em, tại anh dễ. Trời. Đúng là ý là nói anh Hòa dễ dãi. Không, đó. Anh dễ dãi nhưng mà anh gỡ nữa. Dễ dãi đúng nha, chứ không phải dễ dãi là kiểu để cho anh hư cho banh bét phim đâu. Tức là thì đó, ý là cho anh vô mà không bao giờ la diễn viên mà em thì hay khớp đó. Nếu mà la, nếu bị la là em bị khớp. Nhưng mà anh Hòa anh hiểu được tâm lý, anh không bao giờ anh la em gì hết. Thì anh động viên rất là nhiều và hỏi tâm lý mỗi trước anh diễn đều nhiệt tình, rất là nhiệt tình, nhưng không có than phiền gì hết. Với anh Hòa là như vậy, còn anh Luật thì nói sao nói là đây là lần cuối cùng hợp tác của nó đây. Tôi không nghe áp lực ai hết, nhưng mà nói sao nói. Anh Luật thì mới đầu gặp mà hơi ít nói, hơi kiểu hơi khó gần xíu, nhưng mà khi nói chuyện bày đặt giả đò dằn mặt đúng không em? Giả đò kiểu sao ta, kiểu khó gần á. Xong rồi là bắt đầu cho em là màu thôi, tạo nét đó. Xong bắt đầu em nói chuyện thì em mới thấy trời ơi, này dễ thương quá vậy. Hỏi anh thì gì anh chỉ hết á, chứ không phải anh này anh nói giỡn, anh ngang ngược vậy thôi. Rồi còn với Trang, với chị Trang thì chị Trang sẽ chỉ vào những cái cảnh mà nặng tâm lý chút xíu. Ví dụ như cảnh buồn hay khóc gì đó, chị sẽ lại chủ động để push em. Đâu cái cảnh mà push nhất ôm đồ này kia chứ cảnh đó thì không cần phải lại hỏi. Cái cảnh đó là mấy cảnh đó là chị Trang rất là push cho cảnh, cho đó em có thấy. Rồi diễn lại bao nhiêu lần anh diễn lại cảnh đấy? Mấy chục lần à? Hai mấy lần à? Hai mấy lần vậy? Không là em diễn thôi, rồi khúc của chị Trang là đi. Cái khúc mà té thôi, còn cái khúc mà em chạy ra em ôm là chắc cũng phải là khoảng 20 lần á. Cái đó là cái biểu cảm khi thấy chị té vô mình em á. Phải quay hai mấy lần. À em không muốn chụp hình sao? Phải mắc cười hay sao ấy? Ở ngoài chọc rồi em bị hay bị mắc cười. Tại có mấy thằng không à? Có mình em mà đâu có chị đâu mà mắc gì mà em mắc cười. Không tại ông chụp ông Tiến Giang. Chụp ông quay phim, ông quay phim. Đấy. Mà quay chung với em với Quỳnh Lập là cười hoài. Cười bị xì. Tức là chỉ nhiều khi anh Luật ngồi nói câu này, em nhớ nhất cái câu là
đó, thấy không, gia đình của họ rất là văn minh em à, cư xử với nhau rất là nhân văn minh à. Quay lại nhìn kia chửi lộn quá trời luôn, trời quăng miếng ấy. Hồi em mới diễn hài cho nên vô là đấy khớp là khớp xì luôn á. Dạ bị mắc cười luôn. Khớp xì khớp xì nào vậy, em có nghe khớp xì chưa Lạp? Khớp xì nữa sao khớp xì hả? Còn Quỳnh khớp mà còn xì đó là em đó. Rồi còn Quỳnh Lập thì Sao em sao Quỳnh Lập cũng mới đầu tưởng ngôi sao khó gần. Em không có gần nhìn được. Nhìn cái mặt lúc đầu còn im im nữa đúng không? Im im mà vô người ta nghiên cứu kịch bản, người ta chuyên nghiệp lắm. Nó đi nó nói hết đòn em. Lập sáng nó vô là nó đi rảo một vòng đòn, nó nói chuyện hết với cái đòn luôn đó. Có mặt em là nó chừa đó đó. Không biết. Tạo nét. Tạo nét. Tạo nét vậy như là không phải là đẹp trai rồi tôi thích đâu nha. Vừa tới phim trường một cái á, là em sẽ tổng chào hết tất cả ekip luôn, từ âm thanh ánh sáng, từ ở ngoài hậu trường đến cái cô mà bán cơm bán nước luôn á. Em đi tới đâu là gặp mọi người em chào đều hết á. Còn riêng anh á, anh trốn ở đâu đu đúng trong phòng đâu có thấy đâu. Ê anh ở chung phòng em nói vậy là trời ơi. Bây giờ mới biết là hai đứa ở chung phòng. Ủa tôi nhớ là tôi sắp xếp mỗi người một phòng mà ta. Ủa cái phòng đó sao chui vô chung hết á? Trời ơi, tôi không biết nha. Rồi Lập thì lúc đầu em cũng tính nói chuyện mà tánh em hơi ngại, kiểu em ít khi chủ động kết nối tại vì em ngại, em sợ ta nghĩ gì á, thì tánh em mới vậy. Ủa ai nghĩ gì? Em không biết, tự nhiên trong suy nghĩ em nó cứ vậy. Đúng. Anh biết sao mà khoảng thời gian đầu em lừa nói chuyện với anh không anh? Sao vậy? Nghiêm túc hả? Đứng nói chuyện với anh á, em ngước đầu lên mỗi lý do dễ thương quá. Xong mãi tới lúc mà diễn cùng với Lập sao không kêu nó quỳ xuống mà mày đứng mà nói chuyện quá Lập. Tự nhiên cái gặp người ta bắt người ta quỳ trước mặt mình còn hôn vậy trời. Hay lần sau gặp đưa nén nhang đây quỳ xuống nói chuyện nha. Ôi cái này gọi là quăng miếng. Rồi đó thấy chưa, đi làm với lại cái kép này là quăng miếng, mặc dù là cái miếng mà nén nhang là vậy là nặng phần tâm linh nha. Ủa vậy là miếng hả? Đúng rồi, trời ơi quăng miếng nổi da gà. Quăng miếng hơi tâm linh xíu thôi. Rồi tiếp tục. Mãi tới lúc mà em diễn với Lập cái cảnh đầu tiên á, thì hai đứa bắt đầu có connect với nhau thì nói chuyện nhiều. Xong Lập giỡn á. Xong đổi tập Lập là hai đứa bắt đầu có tình cảm. Nhưng mà Lập đổi trạng thái rất nhanh, từ im không nói gì cái nhảy qua nói chuyện được cái là nhảy vô. Trời ngồi trước mặt em nhìn. Ngồi trước mặt đối diện luôn, xong mà em đang ăn Lập cũng ngồi trước mặt đối diện nha. Nhưng mà em rất là trời, em bị khớp luôn, khớp tiếp. Lập ơi, vậy là cảnh diễn mấy cảnh bị khớp không diễn không được là do em. Ủa sao em đâu có làm gì đâu, thì bấm máy quay đúng tính cách nhân vật của em trong phim thì em phải hoạt ngôn ra chút xíu thôi, bình thường phải giữ năng lượng chứ chị. Không, nhưng mà em công nhận em là một người rất là nhát giao tiếp, tại em biết giao tiếp lắm, dần vô đoàn này xong giờ em được gì nè, tức là bây giờ là em bắt đầu em bệnh theo mọi người luôn. Đúng rồi. Vậy là em phải chi tiền là cho đoàn này em ơi. Nhưng mà Lập với Trang mới đầu mà gặp Võ Cảnh, mình có yêu cầu về cái phần ngoại hình là phải múi, phải đẹp trai, phải kiểu vậy không? Hồi nãy giờ không ai nói hết về kịp cái rồi. Chuyện đó hết yêu cầu kịp rồi. Là sao? Không, lúc đó là chị nghĩ em có múi mà. Cũng có nha. Tại vì em cũng ngại đó chị. Nói chứ mình có gia đình thì mình đâu thể kêu trai cởi đồ trước mặt mình để mình coi múi được đúng không? Hằng thì kêu được chứ chị Trang kêu không được. Có nghĩa là cứ cast bình thường mình coi qua monitor thôi. Không, lúc đó là không có cast, lúc mà cảnh lên là không hề cast gì chọn hết rồi. Chọn luôn rồi. Đó là em được gửi cái thông tin của phim qua, em đọc xong rồi cái là quyết định luôn mà. Chưa vô quyết định nhanh vậy luôn. Không có cát nữa. Dạ, tin tưởng hoàn toàn vào cái sự lựa chọn của cọp. Xong rồi cọp là vì họ bỏ. Không phải, trời ơi mọi người. Cảnh phù hợp với lại cái yêu cầu của chị Trang. Và có làm việc qua nên là em biết. Và thật sự cũng định mệnh ở chỗ là em gọi anh Huynh Bin không được. Cuối cùng là do Huynh Bin bận cho nên là mới có cảnh. Nhưng mà Lập thật sự lúc đó em nghĩ vỡ cảnh thì sao Lập ha? Em nói thiệt với chị nghe, khi mà em gặp những người trai đẹp em không có để ý. Wow. Em cứ nhìn thấy ủa anh này đẹp trai ha, ồ rồi chứ thôi à. Wow. Em á, tại vì đối với em á, cái người mà ví dụ mà em cảm giác ấn tượng với em là nhân vật á. Trời ơi, ước gì mà Lập có mặt phòng thu là Trang vừa uống nước bị sặc rồi đó Lập. Lục mới xém té ghế. Em nói đùa vậy thôi chứ bản thân khi mà em tham gia cái dự án này đó là em đã đồng ý tham gia chung với tất cả mọi người, là coi như là em tin tưởng hết tất cả những gì đã sắp xếp, những gì đã tổ chức
từ công ty của chị Trang và anh Luật rồi, cho nên em đâu có ý kiến gì đâu, vô cứ quay cái đấm thôi. Nhưng mà thật ra bản thân chị nha, ví dụ như lớn tuổi chứ, bây giờ mà cái đoàn phim mà có diễn viên mà trai mà đẹp sáng sáng mình vô, mình cũng phải ngắm nghía mình coi làm sao. Ờ nhìn vậy chứ mà thực sự diễn làm sao, rồi tương tác làm sao, có chảnh hay không, mà có gần gũi hay không, là thật sự có sáu múi, có hấp dẫn hay không, này kia chị cũng phải không nói ra, nhưng mà trong đầu mình cũng phải tính thôi, mình nghĩ chứ em hả? Ủa tính gì với người đẹp vậy? Quá đẹp quá quyền rồi, mình tính gì nữa hả? Tính gì với người ta? Tính làm gì với người ta? Mình... Ủa mà bình thường là chị Thanh là phải nghĩ diễn viên tụi em vô là phải tính vậy luôn á. Ai biết đâu chị đoán vậy đó. Thật ra là trong phim này là Lập là cua gái. Cua gái nhưng mà blem blem. Dạ đúng, em cua khoảng 2-3 cô gái gì đó. Đó. Mọi người xem phim này đi, mọi người sẽ thấy rất nhiều điều thú vị. Nhưng mà cái nhân vật của em cụ thể là sao, mà nó có twist khúc cuối không Lập? Bản thân nhân vật của em thì không có twist khúc cuối, nhưng mà nó có sự chuyển biến về tâm lý nhân vật để cho những nhân vật này nó được gắn kết với nhau nhiều hơn. Em nói thật là em rất là thích kịch bản này vì cái tính tinh thần gia đình của nó rất là cao. Và ngoài cái câu chuyện gia đình, nó còn câu chuyện cái showbiz và có cả câu chuyện xã hội nữa. Em thấy là đây là một cái đề tài nó rất là phong phú luôn á, nó được đa dạng kết hợp với nhiều đề tài với nhau. Rất là thích. Còn cảnh thấy cái vai trong cái web drama này như thế nào so với những gì mà mình đã trải qua của rất là nhiều phim trước đó? Nhân vật thì khác hoàn toàn luôn, tại đây là một cái vai thần tượng, cũng áp lực nhiều quá chị. Vai thần tượng mà phải diễn chung với các anh chị diễn hài nữa thì đó, thì tâm lý của em nó hơi khớp vậy thôi. Vai thì rất là ý nghĩa. Sao ta? Ủa, 4 tiếng mình ngồi mình phân tích cái nhân vật đó rồi, bây giờ em sao vậy? Anh phân tích cho em rồi, bây giờ em ngồi em nói lại giống chị là chết anh rồi. Nhiều khi thằng nhỏ là diễn tốt nhưng mà mình thể hiện, mình nói thì có thể là mình không bao quát hết được hết, đúng không? Em không có giỏi nói á. Em nhìn Luật liếc em kìa. Diễn viên mà kêu không giỏi nói. Giỏi diễn được. Đi nhảy đi em. Em nói là ví dụ như là do là em nhanh quá, em không có sắp văn kịp hay sao đó, em không có chuẩn bị văn, em không có giỏi nói. Không, nhưng mà thôi giờ anh nói em mới biết á, kiểu trong đầu em suy nghĩ nhiều quá, riết em không có biết nói cái gì trước gì sau luôn á. Em phải tập cách thiền, anh nghĩ là em nên dọn qua ở. Có thiền, em có thiền luôn mà. Trời ơi, nó đã chậm như vậy rồi mà có thiền. Trời ơi, chắc 10 phút nó nói được câu á. Thôi thôi, em đừng nghe lời Luật thiền em. Em mua đông trùng hạ thảo em muốn để mọi thứ nó minh mẫn hơn. Em qua nhà Quỳnh Lập em nói chuyện với Quỳnh. Cái gì Lập? Khóa đi. Bên vòng đá phong thủy của em có cái kích luân xa cổ họng á, là giúp ăn nói lưu loát cái gì. Kích luân xa cổ họng. Mở cái luân xa cổ họng. Có nha, cái đó có. Hơn trong lời nói. Cái đó có đó. Nhưng mà thôi quay trở lại phim nè, với Trang với Luật thì thật ra những cái vai kiểu như thế này thì chị thấy là ăn cơm uống nước bình thường trong ngày á, cái kiểu như là nó quá thường rồi, cứ vô diễn thôi, không có cần phải cái gì mà khó khăn trong cái việc mà chuẩn bị về tâm lý này kia, đúng không? Thì nó cũng có một phần đúng vậy, tại vì như cái vai của em thì nó cũng không có phải là tâm lý gì nặng nề, cho nên là em cũng không có cần phải chuẩn bị cái gì nó ghê gớm. Mình chỉ cần nắm rõ cái đường dây và nắm rõ cái tâm lý nhân vật sao để cho xuyên suốt được hết 5 tập của cái phim của mình thôi. Là đừng có bị chệch ra khỏi cái đường dây tâm lý đó thôi. Chứ mà không có một cái gì nặng nề hết, chỉ là vui và hài nhẹ nhàng. Dạ em thì quản lý lương lẹo nữa, ngay cái sở trường của em nữa. Em nói thật là em không đọc kịch bản. Tại vì trước đó là em với Trang đã làm sơ kịch bản, nói ý tưởng kịch bản xong rồi thì em nắm được cái nhân vật của em là diễn làm sao rồi. Cho nên lúc đầu cảnh ra cảnh nói Luật ơi, chỗ này nói sao nó, ủa làm sao em không nắm được. Ủa anh không đọc kịch bản, anh chỉ cần biết là cái chỗ đó nó vậy rồi thì khi nào ra quay thì mình liếc cái mình coi cái thoại của mình. Tức là lúc đó là tự xử luôn, ứng biến luôn. Dạ tại vì trước đó là em đã làm kịch bản với lại Trang rồi. Em làm rồi cho nên. Dạ đóng với Luật thì có thêm, em có thêm kinh nghiệm mà kiểu như mình đọc được cái ý thôi. Rồi mình phát triển ra. Chứ không. Em thường em dùng thoại, dùng sát vô kịch bản luôn, em không có. Ủa em nhưng mà tùy phim nha, em có phim mà em phân ra không được đâu nha em. Không phải cái vấn đề là cảnh là bị văn viết. Kịch bản sao là phải nói vậy. Và bạn bị học thuộc, các bạn bị nhớ. Em hay là anh Luật hay là Lập là cái dân mà dân nói nhiều, dân hài là không có bám theo kịch bản hết. Là mình chỉ nắm cái ý để mình nói, để mình ra cái miếng hài thôi. Cho nên chính vì mình nói như vậy không có đúng kịch bản là cảnh không nói được. À tức là phải chờ nói cái câu đó thì mới nói. Đúng rồi. Cho nên đang diễn xong cái em nói xong cái hai ba người này nói xong cái em đứng
đứng hình luôn. Vất vả, thương em. Không, nhưng mà xong phim này em có rất là nhiều kinh nghiệm. Lập thì chắc cũng không có cần đọc kịch bản Lập ha. Trời ơi, phải đọc chứ chị. Ủa, em nói gì giống như tạt nước vô mặt anh Luật vậy em? Không, phải anh Luật anh làm kịch bản. Anh làm kịch bản. Đúng rồi, anh Luật là anh làm trong sản xuất, anh nắm được dàn dây kịch bản rồi. Còn bản thân em là diễn viên là được đến với kịch bản này mà. Em không đọc lỡ anh chị gài em cảnh giường chiếu. Trời ơi, có cảnh giường chiếu chắc em phải đưa tiền lại cho chị nữa đó. 500 ngàn nha chị. Ok. 500 ngàn. Cái nhân vật này đối với em là, sao tao, em phải dùng từ là, thực sự là em không có diễn nhiều luôn á. Là bởi vì nó rất là phù hợp với cái tính cách ở ngoài của em. Là lúc nào em cũng nói nhiều và nó cũng có thoăn thoát, phong cách là y như ở ngoài của em vậy đó. Và khi mà mỗi lần em hóa thân nhân vật này, em không có bị mất quá nhiều sức cũng như là thời gian để mình suy nghĩ coi là mình sẽ phải diễn như thế nào. Là bởi vì khi mà em đến với bộ phim này á, em thấy mọi người y như một gia đình bình thường luôn á. Và em đến với bộ phim này với một cái tâm lý rất là thoải mái, và mình cứ giữ cái sự chân thành của mình trong cái nhân vật đó thì em vô vai rất là dễ. Thì mọi người thấy rằng là em đóng một bộ phim này em thoải mái lắm, em thư thả lắm. Với lại quay cũng ở trong nhà, đồ đạc cũng không có gì phức tạp. Khỏe. Em có đúng cái bộ đồ đến thay tới thay lui rồi chạy lên chạy xuống, rồi khi mà em mọi người không quay thì em chạy mình vòng trong nhà như nít chơi vòng trong nhà vậy đó. Mình giải trí thôi nhưng giờ chơi game căng thẳng mà. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Lúc mà em không có phân đoạn là em ngồi em chơi game, mà chơi cái game nó khó, em căng thẳng, em câu mà câu mặt. Xong rồi vô quay cái em thả lỏng, em giải trí được liền. Ủa nhưng mà cuối cùng ở cái phim này cảnh nóng nhất là cảnh nào nhỉ? Thật ra là cái cảnh nóng nhất là cái khúc mà cái nhà bị hư máy lạnh. Đúng rồi. Cái khúc đó là nguyên một đòn 40 mấy con người nó nóng hổi luôn chị trong nhà. Trả lời kiểu này là chết rồi. Cũng có mấy ngày chị Trang không cho anh lên cho nên anh muốn biết có cảnh nào nữa. Ủa gì hả? Mấy cảnh đó đâu có máy quay. Chị ơi, nghĩ rằng như vậy là một bộ phim hay nó cấu thành bởi nhiều cái cảnh khác nhau. Cảnh nóng, cảnh lạnh, cảnh nhiệt độ khác nhau. Và em nghĩ rằng là mà mọi người đến cái bộ phim này đi là sẽ có nhiều cái nó còn dữ dội hơn cảnh nóng nữa. Em ví dụ đi. Em kể cái cảnh mà ngay cái đoạn đó, cái nhân vật nó xuất hiện cái là nguyên nhà hết hồn luôn. Và lúc đó là bắt đầu mâu thuẫn cao trào nha, là tới là mọi người đưa ra cái quạt đó và làm kế hoạch cuối cùng là quạt nó bị trắc trở chị. Khi mà bắt đầu đó là tất cả mọi người đều hoang mang, rồi xong rồi mâu thuẫn như nhân vật xảy ra. Khi mà không nhìn mặt nhau nha, cãi lộn quá trời quá đất luôn. Rồi sau đó là dẫn đến một cái kết là giải quyết tất cả. Đợt ra một cái là tông xu là cái kết là nó đúng như những người mong muốn đó. Ủa, em đang kể phim gì? Không, phim này á chị, em đạo diễn này em biết à, Lập kể đúng, Lập kể đúng mà. Ồ, nghe nó rất là hấp dẫn luôn. Đúng rồi. Gây cứng luôn. Gây cứng. Ừ, em nhớ giữ cái phong độ này nha Lập nha. Phong độ gì? Nhưng mà đạo diễn kể đi, đạo diễn là biết hết nè. Luật thì có thể bị đuổi ra khỏi phòng, Lập có thể bị đuổi, nhưng mà đạo diễn đâu có ai đuổi. Không, cũng có bữa em bị đuổi kêu em vô đóng luôn, em cũng không biết tội nó quay gì luôn. Làm đạo diễn vậy chứ mà có một vai làm chủ nhiệm ở trong phim. À, mà tức là phim trong phim hả? Phim trong phim mà Hòa lại không chịu mời diễn viên mà tự dành cái vai đó đóng luôn. Diễn viên mà quay á, mà bị xì á, thì đạo diễn la. Đạo diễn nói trời ơi, tập trung quay đi chứ cười hoài mình trễ thăm like rồi tùm lum. Tới lúc ổng vô quay ổng cười nhiều nhất. Ổng vô quay ổng bị mát nhiều nhất. Ổng cười hoài. Nhắc cái vụ mà cười mới nhớ là hôm bữa là cảnh cười là bị thua có chung tiền. Có muôn triệu tiền trà sữa. Trời ơi, trà sữa đúng không? Chung tiền thiệt luôn. Tại mấy người này quăng miếng em chịu nổi em xì. Tự nhiên dài, dài quá. Giờ mà cười nó là 1 triệu trà sữa. Xì luôn. Tự nhiên tự nói xong rồi tự thua tự chung luôn. Sao mua trà sữa chung nguyên đoàn. Nhưng mà nếu mà tính đúng á thì phim này chắc cảnh nó phải thối tiền rồi. Nếu mà tính cảnh cười mà 1 triệu là nó thối lại hơi nhiều luôn. Cảnh em rút kinh nghiệm được sâu sắc nhất sau khi làm việc với những người này. Đó thì kinh nghiệm là em không nên tham gia với mấy người này nữa hả? Không, rất là thích, rất là thích. Có gì em vẫn tham gia. Rất là thích tại vì học hỏi được rất là nhiều. Nhưng mà ba chạm ví dụ như về tiết tấu này kia em rất là chậm. Nhưng mà khi đóng xong á em bắt đầu em bắt được nhịp á. Với cái bộ phim này á, mình muốn mang đến một cái thông điệp như thế nào đối với người xem? Em á thì nghĩ đơn giản thôi, giống như là từ ban đầu á là em chỉ có suy nghĩ á, cái ý tưởng cái kịch bản này từ đầu tiên á là em nghĩ là tất cả con người ta nói chuyện với nhau thì chỉ biết mặt thôi, chứ mình không có biết trong lòng, không có thấy được là bên trong người ta đang suy nghĩ cái gì. Thì cái phim này á, em mới làm theo cái kiểu là
đọc được cái suy nghĩ ngoài mặt cái nhân vật của em á. Ở ngoài mặt thì lúc nào cũng vui vẻ cười rồi nói chuyện với lại nhân vật của Võ Cảnh là sao em chị vậy nè, rất là ngọt ngào, chị em rất ngọt ngào, nhưng mà ở trong đầu của em chửi nó rất nhiều. Thì từ cái ý tưởng là đọc được cái suy nghĩ đó thì mình mới phát triển ra cái kịch bản này, rồi có rất là nhiều vấn đề xã hội mình lồng ghép vào. Thông điệp đơn giản là biết mặt mà không biết lòng. Không, à, mình nói nho, mình nói nho chứ chị. Nói nho chứ không? Nói nho là hòa hổ, hòa bì. Nan hòa cô. Xem cái này tri nhân, tri diện, bất tri tâm. Đó, quá sâu sắc vậy. Thật sự em muốn cho khán giả thấy là giống như là trong cái gia đình của Trang á, là Trang với lại Lập là gây gỗ suốt, gây lộn với nhau rất là nhiều. Nhưng mà khi mà gặp chuyện bất trắc hay là gì đó thì hai người chị em này là có thể sống chết với nhau. Cả bản thân em với lại Võ Cảnh cũng vậy. Em là một cái người là gạt tiền Võ Cảnh, có nghĩa là qua mặt Võ Cảnh về mặt tài chính này kia, nhưng mà khi Cảnh tận cùng của cái sự đau khổ lúc nào cũng có em bên cạnh hết. Mình muốn build cái chuyện đó. Nói chung là tình người á. Và xong cái dự án này thì Kim Thanh biết là Trang cũng sẽ có một cái dự án ngay liền liền đây. Sau khi cái web drama của em là tháng 9 này là em có ra 4 show ở trên fanpage diễn viên hài Thu Trang của em. Những cái show truyền hình thực tế thôi. Một show là Cái Gì Vậy Trời. Cái Gì Vậy Trời. Cái Gì Vậy Trời. Trời, trời luôn á. Trời, 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 trời miền Nam mình luôn á. Trời. Vậy là em sai đó. Cái Gì Vậy Trời. Những cái series phần 2. Rồi Mày Hả Bưởi. 4 show đó em phát độc quyền trên fanpage diễn viên hài Thu Trang thôi, mà một số chỉ chừng 3 đến 4 phút à. Rồi là... cái tháng 10 nữa. Xong cái web drama Bộ Tứ Quan Gia này thì tới tháng 10 sẽ có một cái web drama là Chuyện Sớm Tôi. Mà cái Chuyện Sớm Tôi đáng lẽ là nó phát trước tại vì nó quay trước cái Bộ Tứ Quan Gia, nhưng mà vì vài lý do cho nên em dời lại tháng 10. Rồi xong rồi mình tới cái phim điện ảnh nữa đúng không? Dạ, cái phim điện ảnh Chị 13 phần 2 thì tháng 12, 18 tháng 12 là em dự định ra mắt. Với Lập là mình sẽ có dự án gì nè, ngoại trừ Một Nén Nhang phần 2? Cái dự án tiếp theo của em thì như là chị Thanh đã chia sẻ rằng là cái dự án Một Nén Nhang phần 2 thì em cũng sẽ làm cho nó chuyên nghiệp hơn, nó mở rộng hơn. Thay vì mùa 1 là mình quay trong cái khoảng giai đoạn là giãn cách xã hội thì em phải quay tại công ty với một không gian là chỉ có 16m² mà thôi, thì bây giờ em bung bơi phim trường em quay luôn. Mình đi ra ví dụ như ra cầu bông rồi ra cái này cái kia, ra chợ rồi đúng không? Dạ không, em sẽ không ra ngoại cảnh. Em cũng sẽ làm phim trường và cũng có diễn viên diễn phụ họa cho những cái tình tiết của em. Hiện tại bây giờ em đang tập trung nhiều vào cái dự án kinh doanh của em thì nó cũng ngốn hết đa phần thời gian của em rồi. Thì hy vọng là cái con đường kinh doanh của em nó cũng sẽ suôn sẻ để mà mình có, thứ nhất là cái động lực, thứ hai là mình có thêm kinh tế để mình có thể đầu tư vào nghệ thuật của mình. Thì em xin giới thiệu rằng là cái shop của em mang tên là Tinh Lâm và là showroom tại địa chỉ 280E10 đường Lương Định Của, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Thì nói chung là giá cả dòng thì rất là nhiều loại, nhiều dạng, phù hợp với lại từ sinh viên cho đến những cái người mà thích chơi dòng đá hoặc là đá quý. Tuyệt vời. Đá quý rất phù hợp với lại anh Tiến Luật cũng như chị Thu Trang nha, có hết tất cả mọi thứ luôn. Chị chờ ngày khai trương chị qua là có quà tặng mà. Rồi bây giờ Cảnh, em có muốn giới thiệu dự án cạnh tranh hay cái gì đó không, em nói luôn đi. Em hả? Em thì đâu có dự án cạnh tranh gì đâu, em đang theo học các lớp diễn xuất để bổ trợ kỹ năng cho mình để mình đi đường dài. Ồ, là em tính đi đường dài ngày này luôn hả? Chứ sao anh? Anh Cảnh, khi nào mà anh muốn diễn hài của em dạy cho nha. Ok, chốt đơn. Rồi vậy bây giờ chốt lại cái nè, đạo diễn phát biểu cái nè. Tháng 9 này em bấm phim điện ảnh mới của em. Tên là Chìa Khóa Trăm Tỷ. Người ta đâu có hỏi cái chuyện đó, là chốt là chốt cái vấn đề này. Cho ta khen xíu. Ủa phim đó có anh có chị đóng mà chị sao vậy? Có hai người đóng luôn hả? Em bị gạt chị ơi. Tại vì lúc mời em thì nói chị Trang ơi, em mời chị cái vai này rồi này nọ, nó nói không chị bận lắm em ơi. Không, cái phim này là có người Hàn Quốc đồ đàng hoàng á chị. Ô Hàn Quốc, chị mê Hàn Quốc lắm rồi, chị làm nha. Xong rồi mới biết là không phải diễn viên Hàn Quốc. À, ông đầu tư nhà Hàn Quốc. Có Hàn Quốc là được rồi. Thì đúng rồi. Thì đó là kế hoạch gần nhất của em. Thì em cũng còn cái công ty thì em cũng làm nhiều chương trình, nhiều show, cũng có làm show cho chị Trang. Rồi em muốn chốt đơn với cái bộ phim này với mọi người. Về riêng Bộ Tứ Hoan Gia thì phải nói thiệt là nó hay. Mọi người đón coi vào 20 giờ tối thứ 6 hàng tuần trên kênh Thu Trang Official. Cảm ơn Lập nha, nãy giờ giữ điện thoại tiếng rồi mệt đúng không Lập ha? Dạ không sao, em bình thường ạ. Trời, Lập được nói là Lập không vừa bị mệt. Rồi thôi ưu tiên cho Lập chào thính giả nè Lập ơi. Dạ em diễn viên Quỳnh Lập xin đại diện cho ekip làm phim Bộ Tứ Quan Gia.
xin gửi lời cảm ơn tất cả quý thính giả đã dành thời gian nghe tất cả mọi thành viên chia sẻ về những kỷ niệm cũng như là nói xoay quanh vấn đề về Bộ Tứ Quan Gia, và mong tất cả mọi người luôn yêu thích và sẽ đồng hành và sẽ luôn đón xem Bộ Tứ Quan Gia trong thời gian sắp tới.